tâm trí của nền văn minh đó có thể đã vượt qua các ranh giới để hợp nhất thành một tâm trí duy nhất, có thể bao trùm mọi suy nghĩ và mọi dòng thời gian, trở nên toàn năng, tức là có sức mạnh vô hạn. Toàn giác, có nhận thức vô hạn và toàn hiện, hiện diện ở mọi nơi mọi lúc. Xin chào, rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trong phần 2 của video sẽ thế nào nếu như con người trở thành một nền văn minh 7 cấp độ, cấp độ 7, nghe thèm bị cay thế nhỉ? Trong phần trước thì VFact đã giới thiệu tới các bạn khái niệm thăng đo Kardashev cũng như trình bày một cách tổng quan về quy mô cũng như khả năng của nền văn minh loại 1. Trong phần 2 này, chúng tớ sẽ tiếp tục gửi đến các bạn các nền văn minh với cấp độ tân tiến tăng theo cấp số nhân. Let's go thôi nhỉ? Khi nhắc đến một nền văn minh loại 2, dám cá là rất nhiều khán giả của VFact sẽ ngay lập tức liên tưởng đến những siêu cấu trúc thuộc diện đồ sộ và cồng kềnh nhất mà một nền văn minh có thể tạo ra, những khối cầu Dyson. Cách đây khá lâu thì VFact cũng đã thực hiện một video chi tiết về công trình này. Anh chị em có thể tìm xem lại với từ khóa VFact khối cầu Dyson. Nền văn minh loại 2 trên thăng đo của Kardashev thường được định nghĩa là bất cứ nền văn minh nào có khả năng khai thác và sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng được sản xuất bởi một ngôi sao. Các ngôi sao kiểu như mặt trời của chúng ta tổng hợp hydro thành heli, đồng thời giải phóng năng lượng. Năng lượng này thoát khỏi cục lõi, trở thành nguồn sáng và nhiệt mà bạn nhận được trên trái đất. Vì lẽ đó, một cấu trúc ôm trọn lấy một ngôi sao nhằm khai thác triệt để năng lượng của nó như khối cầu Dyson và các siêu cấu trúc tương tự thường trở thành một hình ảnh đại diện tiêu biểu mỗi khi mà người ta nghĩ đến một nền văn minh loại 2. Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là cách nhanh nhất và đơn giản nhất để một nền văn minh tiến lên loại 2. Ý tớ là việc xây dựng một siêu cấu trúc đường kính hàng triệu km như một khối cầu Dyson, ngoài tiêu tốn lượng nguyên vật liệu tương đương với vài hành tinh, còn yêu cầu một nguồn năng lượng khủng khiếp, loại mà chỉ có thể được cung cấp bởi một khối cầu Dyson hoàn chỉnh. Đó cái gì? Đó, bạn cần một khối cầu Dyson để xây dựng một khối cầu Dyson. Nói vậy không có nghĩa là siêu nhà máy điện này là bất khả thi. No no, trong video này không gì là bất khả thi hết. Các nền văn minh loại 1 có thể tiếp tục áp dụng các kỹ thuật hiện có, bao gồm xây dựng các nhà máy điện nhiệt hạch, phản vật chất và điện mặt trời, nhân bản chúng trên một số lượng lớn các hành tinh nằm trong các hệ sao khác nhau và dần đạt tới ngưỡng loại 2. Họ cũng có thể xây dựng một biến thể đơn giản hơn nhưng có cùng công năng với khối cầu Dyson, một mạng lưới các vệ tinh thu thập năng lượng quay xung quanh mặt trời gọi là bầy Dyson, Dyson Swarm. Công suất mà chúng ta có thể tùy ý sử dụng nếu nhân loại trở thành một nền văn minh loại 2 bằng cách khai thác 100% năng lượng của mặt trời, xấp xỉ 400 triệu tỷ gigawatt, tức là gấp khoảng 2 tỷ lần công suất của loại 1. Và đây là lúc mà bạn nên nghĩ về thứ gì đó thú vị hơn. Nắm trong tay sức mạnh của một ngôi sao, một nền văn minh loại 2 trên lý thuyết có thể duy trì tim dân khoảng 100 triệu tỷ. Đó là 1 triệu hành tinh dân số 100 tỷ để cho bạn dễ hình dung. Khác với nền văn minh loại 1 thường bị giới hạn trên hành tinh ban đầu, cư dân của các nền văn minh loại 2 có thể sinh sống trên các hành tinh của vô số hệ sao khác nhau bên trong một thiên hà. Họ cũng có thể cải tạo không chỉ là sao hỏa mà là mọi hành tinh lân cận vùng có thể ở được quanh một ngôi sao, hoặc nếu thích, xây dựng và sinh sống trong các thành phố không gian khổng lồ. Để làm được điều đó, công nghệ du hành không gian chắc chắn phải bước lên một tầm cao mới. Cư dân của nền văn minh loại 2 có thể bê toàn bộ hệ sao quê nhà của họ, bao gồm ngôi sao và tất cả những gì đang quay quanh nó, đi phượt khắp thiên hà. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là order một chiếc gương có kích thước thiên văn, đường kính từ vài triệu tới vài chục triệu km và đặt nó ở một phía của ngôi sao. Khi này, áp suất bức xạ của ngôi sao trở nên bất đối xứng, tức là bức xạ được phát ra ở phía không được che chắn sẽ nhiều hơn so với bên đặt chiếc gương. Lượng bức xạ dư thừa này sẽ tạo ra một lực đẩy dòng đẩy ngôi sao bay về hướng đặt chiếc gương. Loại động cơ sao này được gọi là động cơ đẩy Shkadov, đặt theo tên nhà khoa học người Liên Xô Leonid Shkadov. Lực đẩy tạo ra theo cách này, như bạn có thể dễ dàng hình dung, là vô cùng yếu sinh lý.
tổng lực đẩy được tạo ra bằng cách phản xạ một nửa năng lượng của mặt trời sẽ chỉ là 1,28 tỷ tỷ Newton. Sau 1 triệu năm, tốc độ của mặt trời gây ra bởi một động cơ Shkadov chỉ đạt khoảng 20 m trên giây, với tổng quãng đường đã di chuyển được chỉ là khoảng 0,03 năm ánh sáng. Sau 1 tỷ năm, tốc độ sẽ đạt khoảng 20 km trên giây và tổng quãng đường đạt 34.000 năm ánh sáng, tức là tương đương với hơn 1/3 đường kính của thiên hà Milky Way. Thế nhưng cũng có thể họ sẽ chẳng cần phải thả ngôi sao của mình đi đâu bởi sự xuất hiện của một số hình thức di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Đó có thể là dịch chuyển tức thời, du hành thông qua các lỗ giun tự nhiên hoặc nhân tạo, hay thực tế hơn là bằng cách lướt qua những con sóng tạo ra bởi các động cơ bẻ cong không thời gian, gọi là warp drive. Rào cản lớn nhất của loại động cơ này chính là năng lượng. Để vượt qua rào cản ánh sáng, nó cần nguồn năng lượng tương đương với việc hủy diệt 350 kg phản vật chất. May thay, sản xuất phản vật chất trên quy mô công nghiệp là thứ gì đó mà bạn hoàn toàn có thể trồng cây ở một nền văn minh loại 2. Các xã hội văn minh loại 2 sẽ được quản lý và vận hành chủ yếu bởi các siêu trí tuệ nhân tạo. Y học trình độ cao sẽ kéo dài tuổi thọ trung bình của con người lên vài trăm năm. Với khả năng kiểm soát năng lượng của hàng nghìn ngôi sao, sự kiện thiên văn gần như duy nhất có thể làm tổn hại một nền văn minh loại 2 có lẽ sẽ là một vụ nổ siêu tân tinh ở gần một hệ sao mà họ đang sinh sống. Những vụ nổ đột ngột như vậy có thể giải phóng sức mạnh tương đương với năng lượng cả đời của mặt trời, có thể nướng chín các hành tinh trong cơn bão tia X, giết chết mọi dạng sống. Vì lý do này, nền văn minh loại 3 sẽ là đích đến cuối cùng của bất cứ dạng sống thông minh nào. Một cách ngắn gọn, họ là những nền văn minh bất tử thực sự. Tương tự như là cách để tiến từ loại 1 lên loại 2, một nền văn minh loại 2 nếu như có đủ thời gian có thể bao bọc toàn bộ các ngôi sao trong thiên hà của mình bằng các khối cầu Dyson. Họ cũng có thể trích xuất một phần năng lượng từ các hiện tượng thiên văn dữ dội, vốn đáng sợ và chết chóc đối với các nền văn minh cấp thấp hơn, bao gồm các siêu hố đen tại trung tâm các thiên hà, các hố trắng nếu chúng thực sự tồn tại, chuẩn tinh, một phiên bản phàm ăn tục uống của siêu hố đen, hay các vụ nổ tân tinh và siêu tân tinh xảy ra khi một ngôi sao tiến hóa thành sao neutron hoặc hố đen. Tổng công suất của một nền văn minh loại 3 điển hình, với điển hình ở đây tương đương với việc khai thác triệt để năng lượng của toàn bộ các ngôi sao bên trong thiên hà Milky Way, sẽ gấp khoảng 100 tỷ lần tiêu chuẩn của một nền văn minh loại 2. Với mức độ bành trướng như vậy, không có bất cứ thảm họa tự nhiên nào mà con người từng biết đến đủ mạnh mẽ để xóa sổ một nền văn minh loại 3. Ví dụ nhá, để đối phó với các vụ nổ siêu tân tinh, cư dân của một nền văn minh loại 3 có thể lựa chọn hoặc là rời khỏi hệ sao hiện tại, hoặc thậm chí thay đổi luôn lộ trình tiến hóa của ngôi sao khổng lồ đỏ đang hấp hối bằng cách gọt mất một phần đáng kể khối lượng, kéo dài tuổi thọ của nó thêm vài tỷ năm, hoặc để kệ cho nó nổ và tranh thủ khai thác chút năng lượng như VFX vừa trình bày bên trên. Tuy nhiên, một nền văn minh loại 3 chắc chắn sẽ là một đích đến xa vời, ngay cả với những nền văn minh loại 2 đỉnh cao. Các rào cản của lý thuyết hấp dẫn, nếu như nó vẫn còn đúng trong tương lai, giới hạn của tốc độ ánh sáng, ngay cả khi đã có thể vượt qua bằng các lỗ giun hoặc động cơ bẻ cong không thời gian, vẫn sẽ trì hoãn quá trình chuyển đổi sang nền văn minh loại 3 trong hàng trăm nghìn hay thậm chí là hàng triệu năm. Thừa thắng xông lên, các nền văn minh loại 3 cực thịnh có thể bành trướng sang nhiều thiên hà lân cận. Các phi thuyền tự động điều khiển bởi AI sẽ được gửi đi để tìm kiếm các hành tinh phù hợp với sự sống. Chúng sẽ được lập trình để tự đáp xuống các hành tinh tiềm năng, tự khai thác tài nguyên, tự nhân bản và xây dựng cơ sở hạ tầng. Và nếu cần thiết, tự cải tạo các hành tinh theo các thông số phù hợp với sự sống của các cư dân. Tương tự như một loại virus xâm chiếm một vật chủ có kích thước gấp nhiều lần nó, các robot sẽ tự nhân bản chúng với số lượng lên tới hàng nghìn tỷ, tỏa đi mọi hướng. Theo cách này, một thiên hà đường kính 100.000 năm ánh sáng như Milky Way có thể được chiếm lĩnh hoàn toàn trong nửa triệu năm. Trong quá trình đó, họ sẽ bắt gặp không ít các nền văn minh lạc hậu loại không giống như con người, và hãy cùng hy vọng rằng họ sẽ bỏ qua những địa cầu đó. Tuổi thọ của con người tiếp tục được kéo dài, chìa khóa của bất tử sinh học dần được hé lộ.
Thang đo Kardashev nguyên bản dừng lại ở cấp độ 3 bởi nhà khoa học Liên Xô không cho rằng có thể có sự tiến bộ công nghệ nào vượt lên trên những gì mà VFX mới mô tả. Tuy nhiên, những người đam mê khoa học không thỏa mãn với điều đó. Họ đã bổ sung vào thang đo Kardashev những cấp độ mới, từ loại 4 cho đến loại 30 và thậm chí là hơn thế nữa nếu như bạn tin tớ. Tuy nhiên, để giữ cho mọi thứ ở mức độ có thể tin được hoặc có thể hình dung được, chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua các nền văn minh từ loại 4 đến loại 7 để xem con người tương lai trong trí tưởng tượng của con người ngày nay có thể vi diệu đến mức nào nhé. Nền văn minh loại 4 có thể xem như là một hệ quả tất yếu từ một nền văn minh loại 3 tồn tại đủ lâu và không ngừng tiến bộ. Họ có khả năng tiếp cận nguồn năng lượng từ siêu tròm thiên hà quê hương và sau cùng là của toàn bộ vũ trụ. Với nguồn lực gần như vô hạn, họ có thể chạm tới vật chất tối và điều khiển cấu trúc cơ bản của không thời gian, có thể chuyển đổi vật chất thành năng lượng một cách tức thời, dịch chuyển tức thời tới bất kỳ đâu trong vũ trụ và du hành thời gian hai chiều. Tuổi thọ trung bình của các cư dân lên tới trên 5.000, về cơ bản là bất tử nếu so với con người hiện nay. Nền văn minh loại 5 là nền văn minh đầu tiên đủ tân tiến để thoát khỏi vũ trụ khởi nguyên của họ và tiến vào đa vũ trụ, Multiverse. Một nền văn minh như vậy cũng sẽ làm chủ các công nghệ cần thiết để mô phỏng hoặc thậm chí là xây dựng một vũ trụ tùy chỉnh. Họ làm chủ các quy luật tự nhiên và có quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với kết cấu của thực tại. Nếu chúng ta đang sống trong một vũ trụ được lập trình, đó rất có thể là sản phẩm của một nền văn minh loại 5. Một cách không ngoa, cư dân của nền văn minh loại 5 đã đạt đến cảnh giới thần thánh, chúa trời trong tín ngưỡng của con người, với năng lực xây dựng và sáng tạo gần như không có giới hạn trong quy mô của đa vũ trụ. Nền văn minh loại 6 thoát khỏi đa vũ trụ, tiến vào siêu vũ trụ, Megaverse. Megaverse là tập hợp của vô hạn các đa vũ trụ tồn tại trong nhiều chiều không gian với vô hạn các liên kết. Nền văn minh loại 6 còn có khả năng sáng tạo ra và duy trì vô số các quy luật cơ bản của các vũ trụ thành phần. Họ tồn tại đồng thời trong vô số vũ trụ song song với vô số khả năng về các thực tại khác nhau, được quản lý và vận hành bởi vô số các định luật vật lý khác nhau, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Họ trở thành chúa toàn năng của toàn bộ siêu vũ trụ, sống trong vô hạn các khoảnh khắc của quá khứ và tương lai, tồn tại song song vô hạn với không thời gian liên tục 11 chiều. Với việc trở thành chúa toàn năng của siêu vũ trụ, liệu rằng còn cấp độ tiến bộ nào khác mà một nền văn minh có thể đạt được? Theo một số người, đó có thể là nền văn minh loại 7. Một nền văn minh loại 7 có thể du hành, vượt qua và cuối cùng là giám sát toàn vũ trụ, Omniverse. Đúng như tên gọi của nó, toàn vũ trụ là tất cả các vũ trụ, đa vũ trụ, siêu vũ trụ có thể xảy ra cùng với tất cả các chiều không gian, thời gian và thực tại, tất cả các khoảnh khắc của quá khứ, hiện tại và tương lai. Toàn vũ trụ chính là tất cả và chỉ có duy nhất một toàn vũ trụ. Thực thể toàn năng ở cấp độ lớn nhất, đấng sáng tạo tối cao, thần của các thần của các thần, chịu trách nhiệm cho tất cả sự tồn tại của toàn vũ trụ đó, có thể không còn là một nền văn minh nữa. Tất cả tâm trí của nền văn minh đó có thể đã vượt qua các ranh giới để hợp nhất thành một tâm trí duy nhất, có thể bao trùm mọi suy nghĩ và mọi dòng thời gian, trở nên toàn năng, có sức mạnh vô hạn, toàn giác, có nhận thức vô hạn và toàn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc. Và đó, thưa quý vị và các bạn, là những ý tưởng ngáo ngờ nhất mà tớ từng tiếp thu. Và nếu như bạn cũng đang trong cơn phê nhận thức, nhớ tặng cho chúng tớ một like và share. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ qua những content cực lú như này nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.